Cái gì mà gọi cỡ mười mấy cuộc mà cũng không được vậy trời. Chó. Đang đòi nợ một chó đâu mà sủa hoài à. Xui gì đâu. Hả? Tôi đi đòi nợ. Bà đi đòi tiền mẹ chồng túi hả? Ừ. Bà nghĩ bà đòi được sao? Thì mẹ chồng bà nói đó, là không được tìm, không được gọi điện, không được nhắn tin, không được nhắc tới tiền. Tôi đã nói với bà rồi, mẹ chồng của tôi là siêu sao xù nợ đó. Bà yên tâm, tôi đã có cách. Hả? Tôi đi nha. Chị đừng có quan tâm tới em. Em thích đứng ngoài này chơi không? Chơi cái gì ngoài này, trời mưa lớn quá, vô trong chơi gia đình tôi vui hơn cô. Dạ không. Chơi đây vui hơn. Rồi cô có bị gì không vậy? À, dạ không. Chị đừng có bận tâm tới em. Chị vô đi. Vậy vậy cô chơi vui vẻ nha. Dạ. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Mẹ nói thiệt với con nha. Sống mà có phải chịu đựng như vậy chắc có ngày mẹ bị đột quỵ mẹ chết quá à. Con nói thiệt á hả? Mẹ nên ra riêng ở cho rồi. Thì nếu mà không vì thằng Hạnh là mẹ đã ra riêng lâu lắm rồi. Ơi, sợi chuyền đẹp quá, cái sợi chuyền này mình thích dữ lắm nè. Khó khăn lắm mới mượn tiền mua được, giờ không lẽ bán nó sao đành. Dứt khoát là không bán. Bác ơi, bác uống gì không bác? Ừ, cảm ơn con. Cái gì mà gọi cỡ mười mấy cuộc mà cũng không được vậy trời. Trời ơi, cô nghĩ sao mà cô tới nhà tôi, cô tìm tôi, rồi ông chồng tôi biết thì sao? Dạ, tại con gọi cho bác không được cho nên mà con hơi lo lắng. Tôi yêu cầu cô đừng có tới tìm tôi nữa, tại vì ông chồng tôi biết là tôi chết chắc. Dạ bác ơi, bác đừng có chết. Con sẽ không có làm phiền bác nữa đâu, con không có kiếm bác nữa. Nhưng mà chừng nào bác trả con 5 triệu bác mượn vậy bác? Trời ơi, con người cô sao tiền bạc có vậy? Tôi yêu cầu cô đừng nói vấn đề tiền bạc, cô hiểu chưa? Chó. Đang đòi nợ một chó đâu mà sủa hoài à. Xui gì đâu. Ủa cô Hiền, cô chưa về hả? Dạ. À, thầy Phúc, em gửi lá thư này. Cái gì vậy? À, dạ, đây là thư em gửi đến quý phụ huynh đó thầy. Tại vì học kỳ này cũng kết thúc rồi, cho nên em muốn gửi thư cảm ơn đến cho phụ huynh của các em học sinh đó thầy. Cô chủ đáo quá ha. Cả trường này chỉ có mình cô làm vậy thôi đó. Dạ, đâu có sao đâu thầy. À, em gửi cho thầy. À, thầy gửi về thầy đưa cho phụ huynh của em Minh với em Mẫn. Đó. Tôi đi đòi nợ. Bà đi đòi tiền mẹ chồng túi hả? Ừ. Bà nghĩ bà đòi được sao? Thì mẹ chồng bà nói đó, là không được tìm, không được gọi điện, không được nhắn tin, không được nhắc tới tiền. Tôi đã nói với bà rồi, mẹ chồng của tôi là siêu sao xù nợ đó. Bà yên tâm, tôi đã có cách. Hả? Tôi đi nha. Ủa sao cô đứng đây vậy? Không sao đâu chị. Em đứng đây chơi chứ. Cô vô trong đi, mở cửa cho cô vô trong nha. Chị đừng có quan tâm tới em. Em thích đứng ngoài này chơi không? Chơi cái gì ngoài này, trời mưa lớn quá, vô trong chơi gia đình tôi vui hơn cô. Dạ không. Chơi đây vui hơn. Rồi cô có bị gì không vậy? À, dạ không. Chị đừng có bận tâm tới em. Chị vô đi. Vậy vậy cô chơi vui vẻ nha. Dạ. Thôi ba mẹ em mới về. Ủa ngoài trời mưa lớn lắm hả con? Dạ. À. Chú Phúc. Dạ. Chú ra coi cô Diệu Hiền đứng trước cửa mình kìa. Ôi, người gì mà giá với đĩa vậy hả? Chú từ từ chú trả thì đi về đi. Mưa gió lớn gì mà đứng vậy rồi mà dầm mưa rồi bệnh rồi sao không biết nữa à.
Ôi trời đất ơi, mệt mỏi. Ây chà, không biết cái cô Diệu Hiền có làm cái gì mắc mớ gì trời mưa bà. Cũng lẽ đứng hoài mà cống. Ngộ, không hiểu được. Cái gì đây? 5 triệu bảng. 5 triệu bảng. Ông. Cái gì? Ông có tiền ông cho tôi 5 triệu đi ông. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tự nhiên đêm hôm mình xin 5 triệu, 5 triệu bà tưởng đâu là giấy hả? 5 triệu làm gì? Tự nhiên xin 5 triệu. Ông cho tôi đi. Rồi sau này ông muốn bắn, muốn giết, muốn xử tôi sao cũng được. Vậy ông thương tình ông cho tôi 5 triệu đi ông, nghe không? Cái gì lạ trời. Cầm tiền rồi đi về giùm cái đi. Trời ơi nghĩ sao mưa lớn vậy mà nếu mà dặm mưa rồi bệnh rồi sao? Dạ thôi bác cứ vô nhà đi, đừng có quan tâm tới con, đừng có đưa tiền cho con. Trời ơi cô không đưa tiền cho cô rồi cô đứng ngoài này cô dặm mưa rồi cô bệnh cô đổ thừa tôi chứ gì. Cầm tiền đi về đi. Con đâu có gọi điện thoại cho bác, con cũng không có nhắn tin, cũng không có gửi thư, cũng không có nói chuyện đúng với rồi. Gia đình của bác. Đúng rồi, cô không có gọi điện, không có gửi thư, không có nói gì hết trơn. Mà cô lại dùng cái này, cái kia của đứa ngoài mưa nè. Này còn đọc không mấy cái kia nữa. Nè, tiền của mấy người tôi trả mấy người nè. Biết giùm tôi đi. Bác ép lắm con mới lấy. Con không lấy chắc bác buồn lắm. Xin phép bác con về. Chúc bác buổi tối vui vẻ. Về rồi mua thuốc mà uống đi. Cầm tiền cứ vui vẻ hớn hở liền luôn. Nó nói chuyện tôi mà nó rung cập vậy nè. Con nhỏ này đúng là dùng khổ dục kế nè. Trời ơi tôi nói từ từ tôi trả rồi mà sao cô nhây quá vậy hả? Tôi đã nói với cô như bao nhiêu lần. Hai đứa đi đâu vậy? Con đi coi đá banh. Ủa sao mặt mẹ thất thần quá vậy? Đi ra ngoài. Ừ, mở tivi coi đá banh mà đi ra ngoài sao coi? Mẹ không muốn ai ở trong phòng mẹ hết mà có công chuyện. Cái gì kỳ vậy mẹ? Con coi đá banh đâu ảnh hưởng gì tới mẹ đâu. Nhưng mẹ không muốn. Thôi ba, con hết muốn coi đá banh rồi. Giờ con đói bụng, ba làm đồ ăn cho con ăn nha. Xuống nướng thịt nướng ăn. Đi. Đây nè, cái này dễ làm lắm. Nhưng mà cái vị của nó sẽ rất là ngon. Mình cho một miếng dầu hào, một miếng mật ong vô. Bây giờ lấy cho ba hủ tiêu đi. Hủ tiêu. Chữ đâu? Tiêu đó, đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bỏ vô. Nhưng mà cái thịt này là kêu là thịt gì vậy ba? Là thịt nướng. Bữa nào dạ dạ con làm nha. Thịt nướng kiểu của ba. À. Ba tự sáng chế ra kiểu này. Chút xíu tiêu vô thôi, chút xíu thôi. Rắc đều vô, rồi trộn lên. Giờ bật bếp lên đi. Bật bếp, bếp ga hả ba? Ga này nè, đây. Nè, khỏi bật, tránh. Đừng nhường cái bếp cho tôi nấu canh coi. Trời ơi, con đang xài cái này nè. Mẹ lấy cái này đi. Rồi. Cái gì? Bếp ga mini nè. Nè, cái bếp ga mini là hai cho con xài đi. Trời ơi mẹ mà nấu trễ là ba con về không có cái canh này là ông la. Nhưng mà con với lại Mẫn đang đây trước mà mẹ, sao mẹ vô lý quá vậy? Sao con lớn tiếng với mẹ vậy? Mẹ cứ một mình là mẹ không muốn vậy đâu, hiểu chưa? Bây giờ hai cho con lấy này đi chỗ khác đi, nhường cái bếp cho tôi được chưa? Mẫn, cầm bếp ga lên lầu đi. Trên đó mình nướng riêng không gian mình. Vậy đi nghe. Lấy cái gì nướng luôn kìa.